Xin chào toàn thể khách hàng đang quan tâm tới đất nền của dự án BKMX Trơn Thành Bình Phước nha. Trong thời điểm vừa qua, giai đoạn 2 của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trơn Thành được gọi là khu AB được nhiều nhà đầu tư trên cả nước quan tâm rất là mạnh nha cả nhà. Tại sao như vậy ạ? Những cái trục đường như chúng ta đã thấy, như đường Minh Thành An Long, từ đường Hồ Chí Minh chúng ta dẫn vào BKMX giai đoạn 2 và chạy 200m chúng ta tới quốc lộ 14 rồi. Và trục đường này rất là sầm uất, nhiều nhà dân đang được xây dựng mới và nhiều cái dịch vụ ăn uống cũng đang được xây dựng lên tại khu vực này. Và trong giai đoạn 2 của khu công nghiệp và đô thị BKMX thì chúng ta đã thấy nhiều quán ăn, nhà dân về đây xây dựng rất là đông đúc. Ở đây hiện thị trường học cấp 1, cấp 2, mầm non và sân vận động phường Minh Thành. Ủy ban nhân dân phường Minh Thành và công viên cũng đã được xây dựng lên tại khu vực này để phục vụ cho tất cả người dân tại phường Minh Thành nha. Vì vậy cho chúng ta thấy một khu đô thị hiện đại đang được mọc lên tại khu vực này. Và để chúng ta đầu tư vào bất động sản thì chúng ta cần những yếu tố. Thứ nhất là về thời điểm, thứ hai là về vị trí, thứ ba là về giá và thứ tư là về pháp lý. Trong tại thời điểm này là thời điểm mà giá trị của bất động sản đang gọi là đi chững và có những vị trí thấp hơn thị trường khoảng 20-30%. Thì chúng ta đầu tư vào thời điểm này là chúng ta đã là những nhà đầu tư thắng từ cái buổi ban đầu chúng ta đầu tư, là chúng ta mua được cái giá đáy của thị trường. Và tiếp theo là chúng ta thấy cái vị trí chúng ta nằm ngay trung tâm của một phường và cách trung tâm thị xã chỉ 1 km, và ở đây đã hiện hữu như là trường học, rồi chợ, rồi bệnh viện và tất cả những cái nhu yếu phẩm phục vụ cho con người cũng đã hiển thị tại đây. Và tiếp theo là về dân cư, thì tại khu vực này thì dân cư rất là đông đúc rồi, cho chúng ta thấy một khu cực kỳ tiềm năng khi giá đất chỉ dao động từ 7-8 triệu trên 1m2 tại khu vực này. Thì hãy nhanh tay liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để được Trọng Thơ dẫn đi xem thực tế tại BKMX Trơn Thành và đầu tư những vị trí đẹp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.